hello xin chào cả mọi người nhá lại là mình chung còi Apple TV đây thì hôm nay uh, mình đi cỗ về say quá anh ạ nhưng mà mình vẫn uh, cố gắng lên uh, video để uh, phục vụ tất cả mọi người hôm nay mình có một số kèo lên uh, cho tất cả mọi người nhá thì đây hôm nay anh em nào uh, đầu video hôm nay mình lên cho anh em con gì đi đây con Xs mắc độ đi em nhá Xs mắc độ 14 bốn mắc máy quốc tế full chức năng nguyên zin màn lô nhá con này ở bên mà lô full chức năng Đấy Loa cao ok hết Chuông ok hết này Mọi chức năng đều ok hết anh em nhé Cam x1, x2 nét căng luôn Nói chung là nó là Xmax quốc tế mà Full chức năng Con này mỗi màn lô thôi Để cho anh em với giá 5 triệu 700 nghìn đồng anh em nhé iPhone XS Max này Đấy, con này pin siêu cao luôn Đây XS Max Máy mới LLA này 64GB này Full chức năng nhé Pin 92% Con này pin 92 pin 92 anh em nhé đây vỏ đẹp không đấy nói chung là vỏ độ mà vỏ độ thì tất nhiên là của vỏ nào cũng đẹp rồi con này để cho anh em với giá là 5 triệu 700 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhé 5 triệu 700 nghìn đồng iPhone XS Max độ 14 bộ mắc nói chung là độc cái vỏ này đã cú rồi anh em ạ đấy độ anh em mà mua cái vỏ này mang ra bảo người ta độ cho về mất thằng triệu rồi con này mình để cho anh em với giá là 5 triệu 700 nghìn anh em nhé 5 triệu 700 nghìn iPhone XS Max 64GB máy quốc tế full chức năng pin 92% Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 màu đen 11 màu đen uh, máy quốc tế Full chức năng di màn GBG nhá Con này zin hết Con này thì mình để cho anh em với giá là 6 triệu 950 nghìn thôi Con này vỏ cực kỳ đẹp luôn Đây vỏ zin nhá Vỏ zin mà đẹp như này nhá Vỏ zin mà đẹp như này 6 triệu 950 nghìn cho tất cả mọi người nhá Bảo hành 3 tháng Cộng cho mọi người Vẫn tặng kèm mọi người ốp lưng cường lực và sạc Nói chung là đủ phụ kiện đây, màn zin này, chúng tôi đầy đủ anh em nhé iPhone 11, máy quốc tế full chức năng 64GB anh em nhé Đấy, Máy uh, nhật, máy mới ZA này, nhật này 64GB, 6 triệu 950 nghìn Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6S vào lớp Màn to pin châu 64GB Pin uh, 86% Đấy Mên zin màn zin con này pin thì cũng theo máy luôn Đấy, Vỏ con này vỏ phấy nhá Vỏ phấy chút trên đầu thôi Còn lại là ok hết Máy chức năng uh, Máy full chức năng nhé Máy ZS luôn Con này mình để cho anh em với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng Kèm phụ kiện tất cả anh em nhé 2 triệu 200 nghìn đồng Anh em đã có iPhone 6S Plus 64GB Máy quốc tế full chức năng dùng rồi Đấy, 2 triệu 200 nghìn đồng này Màn to bên châu này Anh em vẫn gọi là xem phim lướt tiktok thoải mái luôn Anh em, nhá. Anh em không chơi game uh, nào nặng quá thì thì không vấn đề gì sợ anh em chơi những cái game nào mà nó nó nặng thôi nặng thì uh, nó nó hơi hơi lag còn uh, nếu mà sử dụng bình thường thì anh em lại sử dụng một cực kỳ mượt mà luôn đấy nghe gọi là lướt web hay xem phim thì vẫn thoải mái anh em nhé chơi những game nhẹ nhẹ thì vẫn ok tiếp theo mình lên cho anh em một con iPhone con này là x thôi con này x thôi nhé không phải x đâu iPhone x 256 g pin 83 phần trăm đây hình thức đây máy quốc tế full chức năng anh em nhé con này mình để cho anh em với giá là 3 triệu 900 nghìn thôi Đấy 3 triệu 900 nghìn Hôm đầu mình cứ tưởng là XS cơ Nhưng hóa ra là Là X thôi X thường này Máy mới GA này 256GB anh em nhé 256GB Con này mình để cho anh em với giá là 3 triệu 900 nghìn Em mới Ok chưa 3 triệu 900 nghìn iPhone X Máy quốc tế full chức năng Bình thường anh em, anh em mà mua Mất fake x hay là Báo gì đó Thì nó cũng 3 triệu rưỡi rồi Còn con này full chức năng 3 triệu 9 Đây Tiếp theo mình lên cho anh em một con iPhone XR đỏ màn lô này Con này hôm trước bán cho anh em 4 triệu 2 đúng không Máy quốc tế full chức năng nhá XR đỏ màn lô Đấy mọi chức năng ok hết Con này anh em lấy rồi có anh em nào lấy ra lại hoàn lại về cho mình này Mình không nhớ rõ này à, Bạn gì ấy? Con này mình để cho anh em với giá hôm nay là 4 triệu 100 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhá 4 triệu 100 nghìn đồng iPhone XR Máy quốc tế full chức năng Màn lô như thế nhá 4 triệu 100 000 đồng cho tất cả mọi người này 4 triệu 100 000 nhá Đấy kèm phụ kiện cho anh em Anh em nào không lấy phụ kiện thì mình lại trừ đi cho Trừ tiếp tiền phụ kiện đi cho anh em Anh em ok chưa 4 triệu 100 000 iPhone XR màu đỏ Máy quốc tế full chức năng Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone Cũng XR Như con này màu cam nhá Như con này màn zin Men zin màn zin Như con này vỏ phấy anh em nhá Con này vỏ phấy tí mình sẽ quay chi tiết cho anh em Đây Máy Oh, con này là con này là bị gì đây? À. Con này là bị fake à? Sự cố à? Thế thôi. Bỏ lại con này nhá. Mình bỏ lại con uh, fake ID đi. Đây. Bỏ qua cái Mình lên tiếp cho anh em một con iPhone 8 Plus. Máy quốc tế full chức năng em nhá. Màn zin màn zin. Con này pin uh, thì pin bỏ rồi. Đấy, pin thì pin bỏ rồi. Máy quốc tế full chức năng, pin thì bỏ luôn em nhé máy quốc tế này full chức năng này pin thì kém rồi pin gì máy nó kém rồi con này mình đi cho anh em với giá là 4 triệu 100.000 đồng cho tất cả mọi người nhé 4 triệu 100.000 đồng đấy còn anh em nào mà thay pin thì thêm mình thêm pin thôi còn không thay pin thì thôi thì đi nguyên thì mình sẽ đi cho anh em với giá là 4 triệu 100.000 kèm phụ kiện cho anh em anh em không lấy phụ kiện lại trừ tiền đi cho anh em con này máy quốc tế nhé. vỏ đẹp luôn 4 triệu 100 4 triệu 050.000 đi 4 triệu 050 nghìn cho tất cả anh em nhé 4 triệu 050 nghìn iPhone 8 Plus máy quốc tế full chức năng Vân tay vân chân đầy đủ nhé Cam kết ok Đấy, Màn to bên châu Anh em chiến game vẫn cực kỳ là mượt mà luôn Vẫn cực kỳ thoải mái Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G Máy màu trắng quốc tế full chức năng Pin 100 Con này thì pin thì là pin mình thay rồi nhá Còn lại main zin màn zin Đấy còn pin à, thì pin thay nói chung mình sẽ báo rõ tình trạng thì à, hôm trước à, có anh em bảo là xem máy toàn báo zin thôi thì con nào báo gì con nào zin cái gì thì mình báo zin cái đấy còn thay cái gì mình sẽ báo rõ là thay nhá nên mọi người yên tâm đi màn lô báo màn lô màn thay báo màn thay đấy con này vân tay vân chân đầy đủ nhá máy quốc tế full chức năng pin 100% iPhone 8G đấy 8G màu trắng đẹp cực kỳ luôn con này mình để cho anh em với giá là 2 triệu 650 nghìn anh em nhé 2 triệu 650 nghìn iPhone 8G màu trắng máy quốc tế full chức năng đấy, pin 100% luôn anh em làm sức vụ quá là ok này bỏ qua 8 trắng này Mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 7 g 128GB nhé 7 g 128 gb máy quốc tế full chức năng Main jean, màn zin màn zin pin thì cũng thay luôn pin còn pin con này là tính chính tay mình thay Nhưng con này cũng có 6 mấy thôi Đấy, nhưng mà máy zin đét luôn, máy mới ra cực kỳ đẹp luôn iPhone 7G 128GB Máy quốc tế vỏ trắng nhé à, vỏ đỏ nhưng màn trắng nhé Máy cực kỳ đẹp Con này mình để cho anh em với giá là 2 triệu đồng 2 triệu đồng Đấy, kèm cho anh em phụ kiện luôn anh em ok chưa 2 triệu kèm phụ kiện cho anh em iPhone 7 g 128 ghi nhá đây pin nó ghi 65 này 128 ghi ạ chứ không phải là 64 gb đâu à, 32 gb đâu con này là 128 ghi anh em nhá máy quốc tế full chức năng 2 triệu mình đã thay pin mới cho anh em bây giờ rồi tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR màu trắng máy quốc tế full chức năng lên zin màn zin vỏ cũng gì luôn nhưng mà vỏ zin con này phẩy thôi nhá Đây mình báo luôn cho anh em rõ này Vỏ zin phẩy Máy quốc tế full chức năng Pin 80... mấy nhỉ Đây mình thử xem lại cho anh em nhé Pin 83 hay 80... mấy 82 Pin 82% iPhone XR màu trắng nhé Để cho anh em với giá là 4 triệu... 4 triệu mấy đây anh em nhỉ 4 triệu 750 nghìn Anh em nhé 4 triệu 750 nghìn iPhone XR màu trắng Máy quốc tế full chức năng Pin 82% Vỏ phấy một chút thôi Đấy Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus cũng là 8 Plus như con này máy màu trắng nhá, hết pin rồi máy quốc tế full chức năng cũng pin kém luôn con này mình cũng để cho anh em bằng tiền với lại con uh, iPhone 8 Plus màu gold nói chung là hai màu trắng với màu gold thì nói chung là nó cũng tương đương nhau nhưng màu đen thì mình sẽ bán rẻ cho mọi người hơn con này mình cũng để cho anh em với giá là 4 triệu uh, 150.000 anh em nhé 4 triệu 150.000 à, 4 triệu uh, Đúng không? Bằng con 8G màu 8 Plus màu gold mà đúng không? Cũng vừa con kia mình cũng để cho anh em với giá là 4.150.000 đúng không? 4 triệu 150 nghìn iPhone 8 Plus màu màu trắng nhá đấy kèm kèm thay pin cho anh em đấy con này kèm thay pin cho anh em rồi còn chưa thay pin thì uh, rẻ hơn nữa nhá đấy anh em nào thay pin thì là 4 triệu 150 nghìn cho, cho tất cả mọi người này iPhone 8 Plus màu trắng máy cực kỳ đẹp luôn <laughs> bỏ qua 8 Plus này mình liên tiếp cho anh em một con iPhone X hôm trước anh em nào hỏi X gì này x zin đây, main zin màn zin pin zin đây. Pin zin con này còn 84 nhá. Đấy, zin đét luôn. Đấy, cam ok, chu tôn đầy đủ. Con này mình để cho anh em với giá là con này mình xem bao nhiêu ghi. 64 hay là 256 đây, chắc là 64 thôi. Đây, iPhone X màu trắng này 64 ghi. Đây mình quay rõ cho anh em, nói chung mà màn nó bị uh, sức nhẹ nhá. Màn sức nhẹ anh em nhá. Đây phẩy phẩy này. nó thỉnh thoảng có một cái phẩy này, có cái phẩy cái không à. Con này mình để cho anh em với giá là 4.200.000đ anh em nhá. 4 triệu 200 nghìn đồng iPhone X màu trắng Máy quốc tế full chức năng Rẻ như 8 Plus luôn Đấy 4 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả mọi người này Con uh, X này thì cầm nó Nhìn nó Nhìn nó đẹp hơn Đấy, Theo mình cái nhìn nó đẹp hơn Nhưng con 8 Plus thì nó lại màn to hơn Pin nó trâu hơn Anh em nào mà Nhưng mà X này thì nó lại có tai thỏ rồi Còn 8 Plus thì nó vẫn chỉ là nút hôm thôi Để anh em nào mà thích con nào thì Cứ nhắn tin uh, cho mình nhá Mình sẽ tư vấn kỹ hơn Đây X mắc đây Hôm trước anh em nào hỏi X mắc đây XS Max này 256 GB pin 85% sứt một tí kính cam đây nhá em nhé Sứt một tí kính cam thì không ảnh hưởng đến vấn đề chụp ảnh hay bất kỳ một cái gì cả. Còn lại là máy zin đẹp. Đấy, những con này cam kết không zin tặng máy luôn. Không zin tặng máy luôn. Kể cả là trong cái thời gian sử dụng cứ còn tem của mình, phát hiện không zin mình tặng máy. Đấy, không cần cần biết là anh em mua của mình được 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng, tháng, cứ phát hiện không zin là mình tặng máy anh em nhé Máy quốc tế này, 256 GB XS Max. Đây. Vỏ đây, vỏ đẹp chạm keng luôn anh em ạ vỏ đẹp chạm keng luôn XS Max 256 GB, máy quốc tế full chức năng. Con này mình để cho anh em với giá là 7 triệu 300 000 kèm phụ kiện cho tất cả mọi người nhé 256 GB anh em nhé chứ không phải không phải là 64 đâu. 7 triệu 300 000 đồng iPhone XS Max 256 GB chứa nửa thế giới luôn. Bên zin màn zin pin zin, pin zin còn 85%. Nói chung là pin zin 85 của XS Max thì nó cực kỳ là trâu rồi, nó vẫn cực kỳ là khỏe nhá. Anh em dùng thoải mái luôn. Đây. Pin zin luôn nhé Đấy, vỏ zin, con này để cho anh em giá là 7 triệu 300 nghìn đồng Kèm phụ kiện sạc ốp cường lực bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em Cho anh em yên tâm và sử dụng Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường Máy quốc tế full chức năng Máy màu trắng em nhá 11 thường này Máy mới ra màu trắng 64GB Vỏ đẹp chạm keng luôn Đấy, Vỏ con này đẹp chạm keng luôn Chạm keng luôn Zin hết con này zin full. Con này mình để cho anh em với giá là 7 triệu 200 000 đồng thôi. 7 triệu 200 000 đồng iPhone 11 máy quốc tế full chức năng màn này không có vết xước nào luôn màn cực kỳ đẹp luôn không một vết xước nào Nói chung là con nào tình trạng nào mình sẽ báo rõ và báo chuẩn cho tất cả anh em nên là anh em cứ xem kỹ video của mình là lúc nhận hàng máy sẽ như vậy đấy cứ phát hiện có nghĩa là mình báo và đăng mà làm một nẻo gửi cho anh em một nẻo nhá anh em cứ hoàn hàng về tiền ship mình chịu đấy tặng kèm cho anh em 5 lít luôn anh em cho anh em vui đấy 7 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả anh em nhé iPhone 11 màu trắng máy quốc tế full chức năng Rẻ ngang với lại con cái Max 256 rồi Tiếp theo là mình lên cho anh em Một con iPhone X màu trắng Máy quốc tế full chức năng Như con này hôm trước mình báo với anh em là không có chút tôn đấy. Con này không biết sao không có chút tôn này Con này hôm nay để cho anh em với giá là 3 triệu 950 nghìn thôi anh em nhé 3 triệu 950 nghìn iPhone X màu trắng 64GB Máy quốc tế full chức năng đấy, Mỗi không có chút tôn thôi Còn lại là mọi chức năng ok hết nhé Face ID đầy đủ luôn Cam trước cam sau ok đấy Cảm ứng mượt mà 4, 3 triệu... 950 000 cho tất cả anh em. Đấy còn con màu đen 256 màn lô thì 3 triệu 39. Anh em thích lấy con nào thì lấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max cũng 256 GB, máy màu vàng gold nhá, đẹp chạm keng luôn. Con này đẹp cũng chạm keng luôn. Đấy bên zin màn zin pin zin. Con này pin zin thì còn 8 mấy tí mình sẽ kiểm tra nhé Vỏ đẹp như thế này, vỏ zin đẹp như thế này, cực kỳ là hiếm luôn. Đấy. Màn này không có xước sát gì luôn. Pin 81 thôi. Pin 81% iPhone XS Max máy quốc tế 256 g con này để cho anh em với giá là 7 triệu 600 nghìn đồng anh em nhé 7 triệu 600 nghìn đồng anh em đã có iPhone X Max 256 g máy màu vàng gold đẹp như thế này để anh em dùng rồi Đấy, 7 triệu 600 nghìn đồng này vẫn tặng phụ kiện full phụ kiện cho anh em Đấy, cộng bảo hành 3 tháng tất cả mọi người bỏ qua ít mắc này tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS pin 80 phần trăm Mên zin màn zin pin uh, pin cũng zin nhưng mà pin zin còn 80. Anh em nào mà để nguyên pin zin 80 nhé Mình bán cho anh em với giá là 4 triệu 750 000 nghìn Em ok chưa? 4 triệu 750 000 nghìn iPhone XS ha, 64 gb thôi. XS 64 thôi nhá, bán Hàn Quốc. Vỏ đây. Nói chung là vỏ thì uh, cũng đẹp. Đấy, theo anh em đánh giá con này được được đẹp tầm 9 mấy. Theo mình được tầm 98,5 ấy. iPhone XS nhá, pin 80%. 4 triệu 750 nghìn cho tất cả mọi người này Full chức năng luôn Full fake ID nhé Đấy con nào mà mất fake hay gì mình sẽ báo rõ tình trạng cho anh em luôn Bỏ qua iPhone XS này Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS nữa Như con này máy màu vàng luôn 256GB Máy quốc tế Full chức năng Còn Con này hôm trước anh em nào Đâu nhỉ Đây Pin thì pin bỏ nhá Mình sẽ hỗ trợ thay pin mới Hỗ trợ thay pin mới cho anh em Con này để cho anh em với giá là 5 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé 5 triệu 500 nghìn đồng iPhone XS Max 256GB Em nhé 256GB Máy màu vàng gold Con này máy vỏ đẹp luôn ờ, Hỗ trợ thay pin mới Có nghĩa thay pin 100% Hiện phần trăm pin luôn Con này để cho anh em về giá là 4 triệu 500 nghìn đồng Kèm pin cho tất cả mọi người nhá 4 triệu 500 nghìn đồng là pin 100% rồi 256GB Máy màu vàng gold đẹp như thế này 5 triệu 500 nghìn đồng Đây Đây Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE 2020 em nhá. Máy quốc tế full chức năng, máy nhỏ gọn luôn. Đấy, hiệu năng thì khỏe. Con này bán 128 GB, pin 80%. Con này mình để cho anh em với giá là 3 triệu 300 000 đồng thôi. Rẻ như là iPhone uh, SE 64 g nhưng con này đang hết pin rồi nha anh em nhé Hết pin mình không bật lên được Con này để cho anh em với giá là 3 triệu 300 000 đồng 3 triệu 300 000 đồng iPhone SE 2020 bán 128 g máy nhỏ gọn này làm xuống phụ thì quá là ok luôn đấy, bán 128 000 nữa 3 triệu 300 000 đồng cho tất cả mọi người nhé đấy thì anh em nào mà đây còn con này nữa cũng là một con iPhone 10 à iPhone gì đây iPhone 6s Plus này nhé 128 g máy quốc tế full chức năng pin 71 phần trăm con này uh... Mên zin màn zin pin cũng zin luôn Nhưng mà con này bên zin còn 71 thôi 71 thì mình để cho anh em với giá là Bao nhiêu đấy 2 triệu 400 nghìn Anh em nhé 2 triệu 4 400 nghìn Còn anh em nào mà, mà để nguyên pin này Thì để cho anh em với giá là 2 triệu 3 thôi 2 triệu 3 thì quá rẻ luôn đúng không anh em 2 triệu 300.000 đồng cho tất cả mọi người nhé Còn anh em nào mà thay pin 6S Plus thì thêm cho mình trăm rưỡi còn không thì đến nguyên pin như này là pin 11 thì 11 thì thực sự nó hơi kém rồi thì uh, mình uh, thay pin cho anh em với giá là 150.000 nhé 150.000 iPhone 6S Plus 2 triệu 300.000 đồng đấy, anh em nào thay pin thì thêm cho mình 150.000 nữa còn không thay pin thì thôi Tại vì con này uh, 128GB mở chứ không phải là 32GB 64GB nữa con này mình để cho anh em với giá là 2 triệu ba anh em nhé Còn anh em nào thay pin thì thêm cho mình 100 rưỡi Con này đang hết pin rồi Màn đẹp luôn này Mỗi pin kém thôi Pin kém thì uh, thực sự với anh em là những cái đời này nó cũng Cũng không phải là đời mới nữa Nó cũng sâu rồi Cũng rất chi ra rất chi nhiều năm rồi Thì pin uh, kém nó là chuyện quá là bình thường luôn Con này mình để cho anh em với giá là 2 triệu ba anh em nhé 2 triệu 300 nghìn đồng Máy quốc tế full chức năng 128 gb Đấy thì hôm nay uh, mình có một số kèo lên cho tất cả anh em Thì anh em nào mở cư Cần uh, máy nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp uh, cho mình uh, qua số điện thoại mình sẽ đi phần màn hình nhá cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình chúc mọi người uh, xem video của mình một buổi cuối tuần vui vẻ đấy hạnh phúc bên gia đình hẹn mọi người về video ngày hôm sau chào tất cả mọi người nhé.